Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia bằng pháp luật, hòa bình, cũng như tạo hành lang pháp lý vững chắc cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên biển. Đây chính là một trong những nội dung quan trọng được đề cập đến trong hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là đợt tập huấn lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, gồm 75 điểm cầu từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị, cơ quan trung ương, địa phương và cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân cả nước về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, Luật Cảnh sát biển Việt Nam là công cụ sắc bén cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật, bảo vệ tài nguyên, môi trường, tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Trước hết là tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và ngư dân, cũng như là các ban bộ ngành trung ương và địa phương, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, để mọi người đón nhận và hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật, phối hợp tốt với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình thực hiện cái chức năng nhiệm vụ, mà quan trọng nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta bằng biện pháp pháp luật và hòa bình. Đấy. Thứ hai là để đảm bảo cho các tổ chức cá nhân và nhân dân hoạt động ở trên biển chấp hành nghiêm pháp luật. Luật Cảnh sát biển Việt Nam so với pháp lệnh Cảnh sát biển trước đó có nhiều điểm mới, trong đó khẳng định rõ ràng về vị trí, vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Việc quy định Cảnh sát biển Việt Nam ấy là lực lượng vũ trang là hoàn toàn phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật khác. Và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, tất cả các lực lượng cảnh sát biển các nước trên thế giới đều người ta đều quy định như vậy. Việc quy định như thế để thực hiện tốt cái việc duy trì an ninh trật tự an toàn ở trên biển. Nếu không phải là lực vũ trang thì chúng ta không thể trấn áp được những cái tội phạm manh động trang bị vũ khí nóng như là tội phạm cướp biển, tội phạm ma túy, tội phạm buôn người, buôn bán vũ khí ở trên biển. Đấy là những cái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, được đánh giá là một trong những cái tội phạm an ninh phi truyền thống nguy hiểm nhất mà cần phải có sự hợp tác quốc tế mới có thể đấu tranh triệt phá và thành công. Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng một lần nữa khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam là giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sáng nay ngày 18 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử Nguyễn Thị Dương, vợ của Nguyễn Xuân Đường, cùng 4 cán bộ liên quan tới vụ thay đổi kết cấu giá đất ở Thái Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi công bố bản cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình bổ sung thông tin, Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình đồng ý thay đổi kết quả đấu giá do sợ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường. Cáo trạng trước cáo buộc ông Hiệp phạm tội do nể nang. Tuy nhiên, trong phiên tòa sáng nay, thì Nguyễn Thị Dương bác bỏ nhận định này. Trả lời hội đồng xét xử, Dương một mực phủ nhận việc bắt ép ông Hiệp thay đổi kết quả đấu giá đất. Nữ bị cáo cho biết sau khi bà Hạnh, người nhờ Dương đấu giá đất không trúng lô đất ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Dương đã tới Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản để gặp các cán bộ liên quan. Dương đã thương lượng với người trúng lô đất trên là anh Vũ Thành Đạt. Lời qua tiếng lại, Dương và các đàn em của Dương ngồi đó cùng tiến lại xô đẩy tát anh Đạt khiến người này bỏ chạy lên ô tô. Sau vài phút thì anh Đạt xuống xe rồi cùng Dương đi vào trung tâm đấu giá để làm thủ tục nhượng lại lô đất. Còn bị cáo Vũ Gia Thành, đấu giá viên của trung tâm thừa nhận, việc thay đổi kết quả đấu giá là trái pháp luật nhưng anh ta phải gật đầu do cấp trên đã đồng ý. Sau đó anh Đạt đồng ý nhượng lại lô đất nên các cán bộ liên quan đã hỗ trợ Dương thay đổi kết quả đấu giá đất. Thưa quý vị, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Hội nghị công bố quyết định này diễn ra vào chiều nay 18 tháng 9 tại Thành ủy Hà Nội. Phát biểu chúc mừng ông Chu Ngọc Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm từng là nhà khoa học và quản lý ở cấp bộ cũng như địa phương,
tân Phó Bí thư Thành ủy sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc để cùng Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của thủ đô, trước mắt là chiến thắng dịch Covid-19. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Chu Ngọc Anh nói đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực, phát huy ý chí của Đảng bộ và nhân dân để phát triển kinh tế xã hội thủ đô toàn diện và bền vững. Ông Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phục vụ phát triển thủ đô. Sau đây là thông tin chúng tôi vừa thực hiện. Sau một ngày đưa vụ án xét xử và nghị án vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thao túng đấu giá đất tại thành phố Thái Bình, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Dương, vợ của Đường Nhuệ, cùng 4 cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản và Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên tỉnh Thái Bình. Theo đó, thì Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiệp, cựu Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình 1 năm 6 tháng tù, Vũ Gia Thành, nguyên đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình 2 năm tù, Nguyễn Thị Dương, vợ của Đường Nhuệ, Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương 1 năm 6 tháng tù, Trịnh Thị Minh Thúy, cựu trưởng phòng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình 1 năm tù cho hưởng án treo. Hà Văn Dũng, nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên 1 năm tù cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của anh Vũ Thành Đạt mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín hoạt động Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, gây hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo gia đình có nhiều đóng góp cho xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Hội đồng xét xử cũng cấm các bị cáo đảm nhận các chức vụ liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất từ 2 đến 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Trước đó, nói lời sau cùng, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin hưởng lượng khoan hồng, sớm trở về với gia đình và xã hội. Thưa quý vị, tới dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mỗi cán bộ của mặt trận cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, luôn luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để nói lên được tiếng nói của nhân dân, phải làm cho dân hiểu, dân tin. Nhắc lại câu chuyện khi cả nước gồng mình phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào cuộc kịp thời, phát động toàn dân ủng hộ phòng chống Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, ngập mặn. Mặt trận Tổ quốc cũng đã làm tốt công tác vận động, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ nhân dân lúc khó khăn, hoạn nạn. Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung, đoàn kết, gắn bó những người con tự hào mang dòng máu Lạc Hồng ở khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài. Chúng tôi mong muốn mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai, v.v. Mặt trận cần tiếp tục thực hiện dân chủ, nỗ lực tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền. Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mỗi cán bộ của mặt trận và cán bộ làm công tác đảng, công tác chính quyền của hệ thống chính trị cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, luôn luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để nói lên được tiếng nói của nhân dân, phải làm cho dân hiểu, dân tin. Thưa quý vị, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu trong thời đại ngày nay, mở ra cơ hội chưa từng có cho Việt Nam để bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng quốc gia. Nhằm thực hiện nhiệm vụ thay đổi nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết của chuyển đổi số, chiều ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt cẩm nang chuyển đổi số sau thời gian xây dựng và hoàn thiện. Cẩm nang gồm 20 câu hỏi lớn và 100 câu hỏi nhỏ, ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số. Nội dung cẩm nang được cấu trúc thành 4 phần chính, gồm cẩm nang cơ bản, cẩm nang cho người dân, cẩm nang cho doanh nghiệp, cẩm nang cho cơ quan nhà nước. Phần minh họa có giới thiệu những nền tảng số Made in Việt Nam để giúp người đọc có những hình dung trực quan về tính năng và vai trò của nền tảng trong thực hiện chuyển đổi số. Cẩm nang là tài liệu miễn phí và được cung cấp phiên bản điện tử tại địa chỉ dx.mic.gov.vn.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 9, luật sư Trương Trọng Nghĩa, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị can Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết gia đình ông Trung đang làm thủ tục để xin cho ông được áp dụng biện pháp tại ngoại để điều trị căn bệnh ung thư. Theo luật sư Nghĩa, đối với nguyện vọng của ông Nguyễn Đức Trung và gia đình, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét quyết định cho tại ngoại hay không là căn cứ theo nhu cầu tố tụng. Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng sẽ cân nhắc đến vấn đề sức khỏe của ông Trung và khả năng điều trị bệnh ung thư mà bên trong trại tạm giam khó đáp ứng được các yêu cầu về thuốc và các thiết bị hỗ trợ. Trước đó, vào ngày 29 tháng 8, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, thời điểm cơ quan điều tra bắt giam, ông Nguyễn Đức Trung không có biểu hiện bất thường nào về sức khỏe. Như đã đưa tin, vào ngày 28 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Trung để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo quy định điều 337 Bộ luật hình sự. Thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Đây là một nội dung trong dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp vừa qua. Ngay lập tức thì đề xuất mới này đã thu hút sự quan tâm và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, về đào tạo lái xe, quan điểm của cơ quan soạn thảo là thực hiện xã hội hóa, còn Bộ Công an sẽ đưa ra các tiêu chí sát hạch, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để cấp giấy phép lái xe, hạn chế tối thiểu việc làm giả giấy phép. Tuy nhiên, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đồng tình với đề xuất chuyển vai này và cho rằng việc giao cơ quan quản lý phải có thẩm định, đánh giá kỹ, nhất là vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, chi phí, đồng thời đề nghị chính phủ tiếp tục làm rõ thêm và Quốc hội sẽ xem xét quy định. Công đoạn đào tạo, công đoạn sát hạch thì phải chăng công đoạn này chúng ta vừa qua nào cũng tương đối tốt và cũng đang có cái xu hướng là xã hội hóa, chứ không nên là nhà nước chúng ta lại tập trung vào những cái công đoạn mà có thể là mà xã hội làm được thì theo tôi cũng ủng hộ. Còn phải chăng chúng ta tập trung vào cái việc mà cấp rất là cái việc mà cấp giấy phép lái xe đảm bảo chất lượng. Số người quản lý thì bây giờ chúng ta sắp xếp như thế nào? Đấy, và cái biên chế của hai bộ nó như thế nào? Rồi trả lời là thực tiễn, hôm qua anh Lưu có hỏi là cái quá trình thực tiễn như thế nào, cái tổng kết thi hành như thế nào, cái lỗi ở đâu thì chúng tôi đề nghị phải trả lời rõ cho đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thì đề xuất nên nghiên cứu thêm kinh nghiệm của các nước và giữ nguyên quan điểm. Phạm vi nào thuộc quản lý nhà nước của bộ nào đã có thực tiễn thì nên giữ ổn định, tránh xáo trộn. Bây giờ tôi thấy có một số tài liệu nói là Trung Quốc là cái cục đường bộ, Singapore cũng là giao cho cơ quan dân sự. Đấy. Một số nước thì giao cho hiệp hội, ở Mỹ thì người ta giao cho chính quyền tỉnh. Chứ có phải là cái gì cũng là lực lượng vũ trang và công an đâu. Đề nghị với các cơ quan chính phủ rà soát lại thật kỹ cái này. Những cái phạm vi nào thuộc quản lý nhà nước của bộ nào đã có thực tiễn, đã có kinh nghiệm, đã có cái này kia rồi ấy, thì phải bảo đảm tính ổn định. Như vậy, quyền quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ do Bộ Giao thông Vận tải hay Bộ Công an quản lý. Nội dung này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 11 năm sau. Thưa quý vị, việc nam công chức Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế mặc áo dài đi làm khơi cuộc tranh luận cực kỳ sôi nổi về chuyện có nên yêu cầu nam giới diện trang phục này đến công sở. Nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần nghiêm túc xem xét sử dụng áo dài ngũ thân cho cả nam và nữ làm lễ phục nhà nước. Những mẫu áo dài nam ngũ thân của Việt Nam đã được nhà thiết kế Quang Huy giới thiệu tới bạn bè quốc tế trong các hội nghị cấp cao. Vào tháng 11 vừa rồi, năm 2019 thì Quang Huy có thiết kế cái mẫu áo dài nam cho bộ trưởng 14 nước ASEAN để mặc trong cái gala dinner của các bộ trưởng. Thế thì Quang Huy cũng sử dụng rất là nhiều các cái yếu tố văn hóa ở trên tà áo dài đấy. Ví dụ như là về hình ảnh về trống đồng, hình ảnh về hoa sen. Đấy, kết hợp làm sao để vừa có hiện đại nhá, vừa có thủ công truyền thống, lại vừa có văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng rất là thích. Và khi mặc lên ở, ta có thể sẽ mặc ở nhiều dịp khác, chứ không cứ là cái chương trình như thế này. Nếu như trước đây, áo dài ngũ thân thường chỉ được mặc vào các dịp lễ hội hay trình diễn ở môi trường đòi hỏi sự trang trọng, lịch sự, thì nay, áo dài ngũ thân còn được mặc vào những ngày thường với mục đích lưu giữ, bảo tồn văn hóa.
các bạn ấy cũng có chia sẻ là anh mặc áo dài đi thật á, thì các bạn cũng rất là bỡ ngỡ hoặc là một cái suy nghĩ gì đấy rất là kiểu đôi đấy buồn cười, thì mình cũng bảo là ừ. Và ngày hôm sau đến thì các bạn mới ồ lên bảo nhìn hay thế, thú vị thế. Một số những cái sự kiện mà trước đây là tôi mặc vest thì bây giờ tôi mặc bộ áo dài ngũ thân truyền thống này, bởi vì tôi thấy là nó rất là trang trọng, lịch sự, nó hoàn toàn có thể thay thế được cho bộ vest. Và tôi thấy nó cũng không bất tiện như là nhiều người nghĩ. Hiện các mẫu áo dài nam đang được nhiều nhà thiết kế trẻ đưa vào trong trang phục hàng ngày và quảng bá tới bạn bè quốc tế. Với nam giới thì anh thấy rằng là sự cái áo ngũ thân nó cũng có thể cách điệu một chút. Ví dụ như là nó không phải là cài khuy từng nút như là hồi xưa các cụ hay làm, mà mình hoàn toàn có thể cách điệu nó đi để có thể dễ dàng và phù hợp hơn với cái thời hiện đại. Ví dụ như là cái áo khóa đằng sau và kết hợp và là mặc với quần tây và giày tây thì vẫn giống như là cái bộ đồng phục mà mọi người vẫn thường xuyên mặc. Bản thân Ngọc Hân thì cũng đã có một số những cái show diễn để mang tà áo dài do mình thiết kế đi ra nước ngoài đến với bạn bè quốc tế. Ví dụ điển hình có thể kể đến là bộ sưu tập xanh màu hy vọng với hình ảnh, với một bộ sưu tập áo dài với toàn bộ là những cái hình ảnh về biển đảo của Việt Nam, tất cả những cái vùng biển đẹp nhất của Việt Nam, Huế, Đà Nẵng, rồi là Vũng Tàu hay là Lăng Cô hay là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tất cả đều được Hân đưa lên áo dài. Dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an xây dựng đang gây ra tranh cãi trong thời gian qua là để Bộ Công an hay là Bộ Giao thông Vận tải quản lý việc đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe. Nếu ra Bộ Công an quản lý thì có làm xáo trộn và nảy sinh những mặt trái tiêu cực khi một cơ quan quản lý vừa đá bóng lại vừa thổi còi. Trong nhiều cuộc trao đổi về vấn đề chuyển đào tạo sát hạch bằng lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an quản lý, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Giao thông Vận tải hầu hết đều né tránh trả lời trực diện. Họ khẳng định đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Đến nay thì các cái quy định đó thì đã được các cái sở giao thông vận tải cũng như là các cái cơ sở đào tạo, các cái trung tâm sát hạch thực hiện rất là nghiêm túc. Đang làm tốt như thế thì liệu rằng có thể đưa sang một bộ ngành nào quản lý khác hơn cái đào tạo này sát hạch không? Thì đối với cái cơ quan quản lý nhà nước thì một là tổng cục cũng như là các cái sở thôi, thì chúng tôi sẽ thực hiện cái nhiệm vụ mà chính phủ và bộ giao và đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo đúng các cái quy định. Chứ thôi anh không nói về cái chuyển các thứ. Trước việc đề xuất chuyển đào tạo sát hạch bằng lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an được cụ thể hóa ngay trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phía Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho rằng luật này tách bạch việc quản lý hành vi của người tham gia giao thông với đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông. Mục đích chính của luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ là quản lý hành vi của con người, mà ở đây đặc biệt quan tâm người điều khiển phương tiện. Người điều khiển xe cơ giới là người được cấp cái giấy phép lái xe thì cần phải được quan tâm từ quá trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và theo dõi quá trình chấp hành của người đó từ đầu đến cuối. Và đây là một chính sách quan trọng nhất để mà phòng ngừa, do cái việc chúng tôi phân tích là 90% các vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân từ người điều khiển. Thì đây là cái nguồn nguy hiểm, người tham gia giao thông vừa là nạn nhân nhưng là cũng là vừa là cái nguồn nguy hiểm. Nên là cái chính sách quản lý người tham gia giao thông là chính sách quan trọng nhất, là cốt lõi của cái luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo các chuyên gia giao thông, lâu nay lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Trong quãng thời gian từ năm 1995 đến nay đã hai lần thay đổi luật quan trọng trong lĩnh vực đường bộ là Luật Giao thông Đường bộ năm 2001 và Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Nhưng công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe vẫn được giữ nguyên cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý do họ là những người có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác này. Biết rõ nhất về phương tiện, biết rõ về kỹ thuật, biết rõ về công nghệ, biết rõ về chế tạo nó mà lại để cho công an thì nó không hợp lý. Nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải xem xét toàn diện vấn đề chuyển đào tạo, sát hạch lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Liệu có làm xáo trộn cũng như phải lấy ngân sách nhà nước để đầu tư thêm cho việc chuyển đổi này? Đặc biệt, khi Bộ Công an quản lý đào tạo, sát hạch bằng lái rồi lại kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến bằng lái thì vô hình chung vừa đá bóng vừa thổi còi.